Tôi xin được đại đảm một số nguyện vọng, kính mong hội đồng xét xử xem. Kính thưa hội đồng xét xử, do những văn bản dưới luật hướng dẫn việc thực hiện khoản 3 điều 275 bộ luật hình sự cũng như các quy định thế nào là hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đối với điều 275 chưa được cụ thể rõ ràng. Do vậy, kính mong hội đồng xét xử áp dụng hướng xét xử có lợi cho bị cáo trong thực tế xét xử vụ án này. Kính mong hội đồng xét xử xem xét lại yếu tố lỗi đối với bị cáo Phạm Minh Tuấn. Theo đề đạt của tôi, Phạm Minh Tuấn không có lỗi, tức là không có tội. Kính mong hội đồng xét xử xem xét lại vai trò bị cáo Vũ Tiến Sơn. Theo đề đạt của tôi, vụ án có đồng phạm này, Vũ Tiến Sơn chỉ có vai trò ngang bằng các bị cáo khác, tức là vai trò thực hành. Kính thưa hội đồng xét xử, chúng tôi vẽ tạm giam đến nay thì cũng đã hơn một năm, có thể nói là thời gian trôi qua rất là chậm chạp, nặng nề và dài đằng đẵng. Ở hoàn cảnh của chúng tôi thì mỗi giây mỗi phút là sự khát khao tự do, nỗi nhớ nhà ra diết cùng với những khắc khoải lo âu tuyệt vọng và xót xa, càng xót xa hơn khi vì mình mà những người thân đang ngày đêm phải chịu những đau khổ và cay đắng. Khổ tốt nhất là khi nghĩ về bố mẹ. Tôi có nhiều đêm giật mình thổn thức gọi mẹ, nhớ mẹ và thương mẹ vô cùng. Mỗi khi hướng lên tầng trên nơi có buồng giam Dũng, tôi lại thầm đọc cho anh nghe những câu đầy nhân nghĩa của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô Đại Cáo, và kể cho anh nghe những câu chuyện giàu truyền thống nhân đạo vị tha của dân tộc ta để động viên anh cố gắng.